Vâng, xin chào tất cả anh chị các bạn. Chào mừng các anh chị và các bạn quay trở lại với bài học tiếp theo. Và bài học này thì tôi sẽ nói về chủ đề xây dựng nhân hiệu hay còn gọi là xây dựng thương hiệu cá nhân. Thì đầu tiên ta sẽ nói về thương hiệu cá nhân là gì. Thì đây chúng ta sẽ có thể hiểu nôm na là thương hiệu cá nhân tức là thương hiệu của một con người, là những cái giá trị, là những cái cảm nhận, là những cái đánh giá của những người khác về chính mình, đúng không ạ? Về chính mình hay về một ai đó. Thí dụ như là sản phẩm thì chúng ta có thương hiệu sản phẩm MacBook, iPhone, rồi Canon, đúng không ạ? Sách, rồi thì camera, vân vân. Rồi trong thời trang thì có Gucci, LV, Prada, vân vân, đúng không ạ? Trong xe máy thì có Honda, Yamaha, vân vân. Trong ô tô thì có những cái hãng như là Toyota, như là Honda, như Lexus, vân vân, đúng không? Thì chúng ta biết rồi. Thế nhưng mà đối với thương hiệu cá nhân thì đây nó chính là cái hình ảnh, là cái giá trị bản thân của một con người, một ai đó, đúng không ạ? Trong cộng đồng đấy, giúp để chúng ta có thể phân biệt được người này người khác, và đặc biệt là chúng ta có những cái cảm nhận, có những cái đánh giá về người đó là người như nào. Ví dụ như là tin cậy, trung thực, giỏi giang, xinh đẹp, uy tín, vân vân, hay ngược lại đó. Có một câu nói là hãy cho tôi biết bạn của bạn là ai thì tôi sẽ cho biết bạn là người như thế nào nha. Tôi xin phép nói lại là hãy cho tôi biết bạn của bạn là ai. Tôi sẽ cho bạn biết là bạn là người như thế nào. Ok. Tức là chúng ta đang nói đến những người bạn của chúng ta là ai thì chúng ta sẽ biết người đó là người như nào, đúng không? Thế thì ở đây thì chúng ta phải xây dựng thương hiệu cá nhân thì như nào, đúng không? Thì đầu tiên là chúng ta sẽ xây dựng dựa trên những cái tập khách hàng mà chúng ta mong muốn phục vụ. Thí dụ như chúng ta bán đồ mẹ bé thì chúng ta sẽ phục vụ cho tập khách hàng mẹ bé. Thì chúng ta hãy xây dựng thương hiệu cá nhân là một cái người mà là một chuyên gia, một người rất là uy tín, có nhiều những cái lời khuyên tích cực dành cho bà bầu, dành cho trẻ con, đúng không? Thế nhưng mà bạn bán đồ nam thì bạn lại, nhất là bán đồ thể thao thì bạn lại phải là một cái chuyên gia về thể thao. Đấy là lý do tại sao các cầu thủ kinh doanh đồ thể thao lại rất là thành công. Đó, ví dụ như vậy ở Việt Nam, đúng không? Các bạn hãy xem là mình có cái tài năng gì. Ví dụ như âm nhạc, ca hát, hay là photo, hay là đồ họa, hay thậm chí là những cái tài năng khác mà tôi không thể kê hết được ở đây. Thí dụ như tôi, các bạn hỏi tôi là tôi định vị như thế nào, thì tôi định vị là một chuyên gia về marketing online hàng đầu Việt Nam, đúng không ạ? Thế thì các bạn sẽ nghĩ rằng là ồ, thế offline ông Phan Anh không biết làm à? Không phải thế. Offline tôi vẫn biết làm, tôi có chuỗi bán lẻ, đúng không ạ? Tôi có nhiều kinh nghiệm. Đi bán hàng trực tiếp, ông Phan Anh có biết bán không? Ông Phan Anh đi bán hàng trực tiếp rất giỏi. Ông nói hay như thế này cơ mà, đúng không ạ? Ông có kinh nghiệm nhiều như này cơ. Nhưng bạn không thể nào định vị được hết tất cả các thương hiệu giống như là quả mít, đúng không ạ? Mỗi một cái gai của nó là bạn đều muốn quảng cáo. Không, bạn hãy lựa chọn cho mình một hoặc là rất ít những cái đặc tính, những cái sự nổi trội của mình, và mình sẽ tập trung cho cái đặc tính đó. Thí dụ như là mình xây dựng hình ảnh là một ca sĩ, hay là một cầu thủ, hay là một diễn viên, hay là một chuyên gia marketing online đó. Chứ mình không thể nào mà mình lại xây dựng là Phan Anh vừa giỏi về nhiếp ảnh, đúng không? Vừa giỏi về xe hơi, vừa giỏi về bóng đá, vừa giỏi về thời trang. Tất nhiên một người nó có thể có nhiều tài năng, nhưng mà cuối cùng quay ra hỏi là thế ông này giỏi về cái gì thì người ta lại không biết trả lời. Thì tôi sử dụng cái cách minh họa như thế để tôi muốn nói cho mọi người hiểu rằng là chúng ta hãy lựa chọn cho mình một cái đặc tính, một cái lợi thế nhất định để chúng ta phát triển, đúng không? Khi mà chúng ta có thương hiệu ở trên mạng mà nhiều người biết đến thì chúng ta sẽ được tin cậy, được yêu mến, thì cái việc bán hàng của chúng ta sẽ trở nên dễ dàng hơn. Các bạn có đồng ý như thế không ạ? Vâng, hãy tin tôi đi, chắc chắn điều đấy sẽ xảy ra. Khi mà chúng ta được nhiều người yêu mến, được nhiều người biết đến, họ có cảm tình, thì cái việc bán hàng sẽ trở nên vô cùng đơn giản. Đó. Thế thì ở đây các bạn có thể thấy rằng là một cái thương hiệu cá nhân của một CEO, mà một cái status của người ta đăng lên có thể làm thị trường chứng khoán chao đảo, đúng không ạ? Có thể là đẩy giá cổ phiếu lên cao, cũng có thể làm giá cổ phiếu đi xuống, cũng có thể làm cho khách hàng tẩy chay, cũng có thể làm cho khách hàng yêu mến đó. Cho nên là cái vai trò của cái thương hiệu cá nhân cũng rất là quan trọng. Thì nếu như mà một cái tập đoàn lớn, hay là một cái doanh nghiệp lớn, hay là một cái doanh nghiệp ở quy mô vừa và nhỏ, thì các bạn, nhất là những người mà làm CEO hoặc là những người mà khởi nghiệp, nên xây dựng thương hiệu cá nhân. Còn những người bán hàng online thì chắc chắn là phải cần rồi, đúng không ạ? Thì như vậy chúng ta sẽ bán hàng rất là dễ,
Thế thì bước tiếp theo là để mà xây dựng thương hiệu cá nhân thì chúng ta sẽ sử dụng những công cụ gì? Chúng ta sử dụng những công cụ gì? Thì tôi gọi nó là hệ sinh thái thương hiệu cá nhân. Các bạn muốn xây dựng thì các bạn sẽ phải có cái công cụ để nó truyền tải những cái thông điệp đấy đi. Thì các bạn có thể sử dụng là một là website cá nhân. Thí dụ như là website công ty hoặc là blog hoặc là web cá nhân. Các bạn có thể mua cái tên miền là phananhonline.com hay phananh.com. Như tôi thì có là pamarketing.vn đúng không? Sau đó thì tôi làm gì? Tôi viết web lên đấy, tôi đăng bài lên đấy rất nhiều. Mọi người vào đọc những cái bài viết chất lượng của tôi. Kênh website đúng không? Kênh số 2 là các bạn sử dụng luôn kênh Facebook. Facebook cá nhân đúng không? Facebook group, Facebook fanpage đấy. Live stream mình vẫn có thể làm được hết. Được chưa ạ? Kênh tiếp theo là kênh YouTube thì các bạn có thể vào kênh PA Marketing của tôi. Mình chia sẻ những cái hiểu biết, những kiến thức, những cái thứ mà mình đam mê, những cái thứ mà nó xây dựng thương hiệu cho mình. Chẳng hạn mình bán đồ điện tử thì mình phải review, mình phải nói rất là sâu sắc, rất là chuyên gia về cái sản phẩm đó hay về cái máy tính đó, ví dụ như thế, về bất kỳ cái sản phẩm mình kinh doanh, đúng không ạ? Rồi thì mình cũng có thể sử dụng kênh Zalo cá nhân hoặc là Zalo OA, đúng không? Official account đấy, mình gọi là Zalo fanpage đấy, đúng không? Có thể hiểu nôm na như vậy. Hoặc là mình cũng có thể sử dụng thêm rất nhiều các kênh khác nữa, như các kênh diễn đàn hoặc là kênh Instagram hoặc là một số những kênh nữa. Thế nhưng mà mình càng sử dụng nhiều kênh thì mình càng tốn nhiều công sức. Cho nên là tùy vào cái năng lực, khả năng của các bạn thì các bạn cứ lựa chọn cho mình một số những kênh phù hợp. Thì tôi liệt kê cho các bạn một số kênh nhé, đúng không? Kênh website, kênh Facebook, đúng không? Kênh Zalo, kênh YouTube. Có lẽ các bạn nên tập trung vào bốn cái kênh này là kênh chính. Ngoài ra các bạn có thể phát triển Instagram hoặc là TikTok hoặc là WhatsApp hoặc là các cái diễn đàn, website vân vân rất nhiều. Ok. Sau đó thì đến cái nội dung tiếp theo thì khi mà chúng ta đã có công cụ rồi thì chúng ta phải làm gì? Thì đó là chúng ta cần phải phát triển nội dung cho nó. Công cụ nó chỉ là cái công cụ thôi, nếu như chúng ta không phát triển nội dung cho nó, đúng không ạ, thì chúng ta không thể nào mà có truyền tải được cái thông điệp. Chúng ta phải xác định là cái định vị thương hiệu của chúng ta là gì, là ai, như thế nào, đẳng cấp ra sao. Văn phong chúng ta lựa chọn, đúng không ạ, phong cách chúng ta lựa chọn hài hước, vui vẻ hay là xốc xếch hay bậy bạ, đúng không ạ, tùy. Có mỗi người có thành công theo một kiểu. Tôi không đưa ra cái tiêu chí nào là tốt nhất cho chúng ta. Nó phụ thuộc vào tính cách, hiểu biết, con người, đẳng cấp, đúng không ạ? Tùy vào cái quan điểm của chúng ta. Thí dụ như tôi thì tôi lựa chọn cái phong cách là nó an toàn, nó lịch sự, nó nghiêm túc. Và tôi không bao giờ chửi bới, tôi không bao giờ viết lách hay đăng những cái gì xốc xếch cả. Thì nhưng mà nhược điểm của nó là nó rất là lâu lên, đúng không ạ? Thế nhưng mà nếu mà các bạn làm scandal, các bạn làm sốc sách, các bạn làm những cái chiêu trò hay thì nó sẽ nhanh lên hơn, tiếng vang của nó sẽ bùng nổ hơn, đúng không ạ? Hoặc là bạn có thể thành công qua một cái bộ phim, qua một cái MV ca nhạc, hoặc là qua một cái scandal gì đó. Thế nhưng mà những người thông thường thì họ sẽ phải bền bỉ, kiên nhẫn các bạn nhé. Chỉ có một cách như vậy thôi. Sau khi mình định vị xong, đúng không ạ, mình phải có bộ logo của cá nhân mình phải có slogan, mình phải có cái avatar, rồi thì cái cover nó đẹp. Đấy, tất cả những cái thứ đấy chúng ta phải chú ý. Rồi bất kỳ những cái bài viết, hình ảnh, video, đường link, bình luận mình đưa lên trên các cái nền tảng website, đúng không ạ, Facebook, YouTube, Zalo, Instagram này kia, mình đều phải có kiểm soát, đều phải có mục đích. Rằng là tôi đưa cái này ra là nhằm mục đích gì, nói cái gì cho ai, như thế nào. Chứ không phải là tôi cứ đưa ra bừa bãi. Chúng ta đưa ra không có mục đích, đúng không ạ? Cái quan trọng nhất là chúng ta phải xây dựng thương hiệu cá nhân. Và chúng ta đo lường bằng cái gì? Thì chúng ta sẽ đo lường bằng các chỉ số, đúng không ạ? Như là lượng bạn bè tăng lên, lượng khách hàng mục tiêu tăng lên, lượng đơn hàng tăng lên, lượng chia sẻ, lượng bình luận tăng lên. Thì hàng tuần hoặc là hàng tháng chúng ta sẽ ghi lại những cái thông số này. Sau đó chúng ta bắt đầu là gì ạ? Đặt các cái KPI cho mình. KPI về số lượng bài viết, KPI về số lượng like, số lượng chia sẻ, vân vân và vân vân. Và chúng ta sẽ làm sao tăng trưởng để chúng ta ngày càng trở nên hoàn thiện hơn, nổi tiếng hơn, bán được nhiều hàng hơn và thành công hơn, có cuộc sống đáng mơ ước hơn, đúng không ạ? Và từ đó thì chúng ta sẽ
có nhiều cơ hội để giúp đỡ những người khác nữa, giúp đỡ chính gia đình mình, có đúng không ạ? Ok, thì tôi cũng xin phép được trao đổi vắn tắt như vậy về cái gọi là xây dựng thương hiệu cá nhân. Để mà chi tiết hơn nữa thì các bạn có thể mua cái cuốn sách quảng cáo bán hàng và kiếm tiền trên Facebook, phiên bản mới nhất của tôi xuất bản năm 2019, dài 430 trang, rất là chi tiết, rất là đầy đủ. Các bạn có thể xem và kết hợp với bộ CD video. Và tôi có lẽ là một giảng viên duy nhất trên thị trường mà có cả lớp học offline, có cả lớp học online, qua video, qua live stream, có cả sách, và sách đã xuất bản từ năm 2015, 2017, 2019. Tức là cứ 2 năm tôi lại tái bản một lần, bán rất là chạy, bán rất là tốt. Đó, rất là ok các bạn nhé. Cuốn phiên bản 3 của tôi là dày 430 trang và rất đầy đủ và chi tiết. Tôi cũng là một cái người cũng rất là đặc biệt. USB, Unique Selling Point của tôi là gì? Vừa là giảng viên đại học, vừa là chủ doanh nghiệp, vừa là đi làm tư vấn cho rất là nhiều đơn vị, vừa là đi giảng dạy cho các doanh nghiệp. Nên tôi sẽ có thể giúp đỡ, chia sẻ và hỗ trợ được các anh chị rất là nhiều nếu như các anh chị thấy rằng là có thể hợp tác với tôi và cùng nhau phát triển, cùng nhau kiếm tiền, cùng nhau xây dựng cái thương hiệu cá nhân và cái công việc kinh doanh của mình ngày càng tốt hơn. Một lần nữa xin được cảm ơn các anh chị đã theo dõi video này, và nếu có bất kỳ cái phản hồi nào thì hãy vui lòng cho Phan Anh biết. Theo tinh thần là gì? Hài lòng thì đi nói với người khác, và không hài lòng thì cứ nói với tôi đây, được chưa ạ? Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và gặp lại các bạn trong video tiếp theo.